Khoan chừng là 2 giây. Chưa nhấn like thì nhớ nhấn cho thầy nha. Còn chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký. Chúc các em xem video vui vẻ. Đi tới trường, tôi rất vui vì ngày hôm Hello, xin chào tất cả các em. Chúc tất cả các em có buổi sáng vui vẻ. Ủa thầy, thầy làm gì mới sáng ngày mà mắt thầy đổi màu rồi thầy? Tại cái thằng Batman nó bay vô thầy á chứ ai. Dạ đâu phải lỗi của em đâu, tại zombie nó gượt em á thầy. Cái gì? Tại con heo với bọn con heo nó không chịu thắng nên giờ tôi nâu hai mắt luôn rồi nè. Thôi hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Để hồi thầy mời vua anh hai đứa luôn cho nó nhanh. Rồi thì quay lại với buổi học ngày hôm nay. Đã rất lâu rồi chúng ta không có buổi học nào bình thường, chỉ toàn là buổi học ở Bình Dương thôi. Nên ngày hôm nay thầy quyết định sẽ cho mấy đứa tham gia một buổi học rất là thú vị. Đó là buổi học sáng tạo, nơi mà các em sẽ được suy nghĩ và tạo ra những phát minh độc lạ Bình Dương không có nơi nào trên thế giới này có hết. Tất nhiên là phải có phần thưởng để mấy em cố gắng 100%. Rồi đây là 2 viên kim cương Trung Quốc. Hả? Không, ý thầy là tìm được ở Trung Quốc, trị giá 1 tỷ đô, có đứa nào muốn lấy không nào? Dạ có. Vậy là thầy cho em nha thầy, cảm ơn thầy. Ê, Enderman, hết cứu Enderman rồi. Rồi, được 2 viên kim cương này là ê hề luôn rồi, quá đã. Ê, không ổn rồi anh em ơi. Rồi, mấy em ra đi. Đối với những cái buổi học hên xui mai gối như vậy thì một mình thầy không có chịu nổi đâu. Nên thầy đã mời thêm một ban giám khảo rất là quen mặt với mấy em. Và cũng là người không bao giờ từ chối lời mời từ thầy. Dù biết đến đây thì sẽ có chuyện với cuộc đời mình. Đó chính là anh Rô. Hey, xin chào thầy Hero Cry. Xin chào tất cả các em nha. Anh Rô đến đây. Dạ em rất là chào anh Rô nha. Hello. Trời ơi, tôi chỉ mới tới thôi mà thấy báo báo rồi đó, tôi về được không thầy? Tôi thấy lần nào đến đây về cũng bầm dập hết trơn á thầy. À, tôi nói chỉ là chào đón anh thôi mà, đâu có chuyện gì đâu. Hôm nay là một cái buổi học sáng tạo nên rất là thú vị. Anh cứ ở lại đây chơi đi, không có gì đâu. À, mong là xong buổi học này về cái hàm răng vẫn còn nguyên là được. Vui quá chạy luôn ha. Rồi xin chào mấy đứa nha. Thì anh muốn nói với mấy đứa một điều nè. Hôm nay có làm gì làm thì mấy đứa cũng bảo vệ hàm răng cho anh nha. Mong rằng buổi học ngày hôm nay mấy đứa sẽ cố gắng hết sức tạo ra những sản phẩm có ích cho xã hội và giúp ích cho mọi người xung quanh. Dạ tất nhiên rồi anh Rồ ơi. Tại vì tụi em hồi đó giờ đâu có báo ai đâu. Vì phần thưởng là 2 cục kim cương Trung Quốc nên tụi em sẽ cố gắng hết sức. Anh Rồ yên tâm. Được, mấy đứa đã có cố gắng như vậy thì được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào buổi học nha. Để đảm bảo tính riêng tư cho mấy đứa thỏa sức sáng tạo thì thầy sẽ tạo ra vách ngăn giữa các em lại với nhau và phát cho một đống đồ muốn làm gì cũng được. Trời, mấy đứa tưởng cái vách ngăn chỉ có nhiêu đó thôi sao? Không có đâu. Bây giờ mấy đứa có 15 phút để làm chuyện này. Bắt đầu nha. Ủa thầy Henocry, sao thầy không dạy cái trường kia mà bữa nay thầy qua trường này nữa? Ở đây nắng muốn chết luôn, nắng muốn cháy đầu luôn á thầy. À, tôi muốn cho tụi nhỏ nó đổi không khí một chút xíu á mà. Với lại ở đây tôi thấy đâu có nắng đến nỗi cháy đầu của mình đâu. Ủa thầy, ở cháy đầu thiệt kìa thầy ơi, cháy đầu thiệt kìa thầy ơi. Cái gì, cháy đầu gì? Cháy đầu tôi rồi, thầy ơi, cháy đầu tôi cho thầy ơi, tôi cắt tóc cho nó phát cho thầy ơi. 15 minutes later. Để coi coi. Rồi hết giờ rồi mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa sản phẩm ra để thầy dành rồi đánh giá nha. Rồi thầy, bây giờ chúng ta bắt đầu từ ai trước đây thầy? À, để tôi coi cái coi. À, chúng ta bắt đầu từ Ripper đi. Ripper qua tới bạn Zombie. Rồi tiếp tục như vậy lặp lại. Dạ ok. Rồi vô đi thôi. Nghe cái tên là thấy uy tín rồi đó thầy. Cái tên gì kỳ với Ripper, em có thể đặt cái tên nào đàng hoàng được không? Đúng rồi đó. Dạ thì em xin nói lại đây là kính thực tế ảo Sukana. Đeo vào mang lại cảm giác thực tế tới 99,9% cho người sử dụng. Hiệu trái chuối. Đeo vào là đi bán muối. Mời thầy em rồi sử dụng. Ủa rồi có một cái rồi, ai đeo ai nhịn. Ripper phải có 2 cái mới được chứ. Anh Rồ yên tâm, muốn bao nhiêu cái cũng có hết trơn á. Em đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Dạ, sao thầy không biết sao vậy? Ok luôn. Ê, nhìn đi, bên này nó nè. Ê, trời,
Gõ dưới tạ, thầy có nhìn thấy gì không thầy? Tôi thấy giống kính bơi quá thầy. À, tôi nhìn thấy vũ trụ gì nè, ngoài giải ngân hà gì không mà đâu thấy ai đâu. Trời ơi, thầy chưa kết quả coi chức năng là thực tế ảo lên thầy thì bấm nha. Đâu, cái nào đâu, để thầy coi coi. À, đây nè, có cái màn hình, ồ, đã quá tạ. Được á, được á, để thầy chơi cái game này coi. Ờ, đây, 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 cái game tôi yêu thích đây rồi. Cái game chạy chạy có con quái vật đuổi theo nè, đây nè. À, đúng rồi, à, đúng cái game thầy yêu thích rồi nè. Trời ơi, đỉnh dữ rồi ta. Có cái tay mình nữa nè, trời chơi đã luôn rồi. Ôi, quái vật. Chạy thôi, lượm vàng, con quái vật làm sao mà đuổi được mình. Wow, trời, lần đầu tiên mình chơi game nó thực tế cỡ này luôn nè. Lượm vàng, ôi, lượm vàng, bên này quá trời vàng luôn, quẹo bên này. Ê, thầy đeo kính thực tế ảo, thầy chơi cái game gì mà thầy chạy dữ vậy ta? Chắc là thầy chơi Fire Fire bị bo thu nên thầy chạy dữ vậy á. Thực tế quá, chạy cũng mệt đó. Ủa, tới cũng quẹo rồi hả? Trời, thầy tàn hình luôn anh em ơi. Thầy, anh em coi kìa, anh rộ còn vô tri hơn nữa kìa. Ngươi là ai? Sao dám cản bước ta? Mau tránh ra yêu quái. Ngươi là con yêu quái da xanh nguy hiểm nhất thế giới đúng không? Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Thấy ta mà không né ra hả? Xem đây. Rồi, dạ thầy mời đứa tiếp theo Bitman đúng không? Lên đây Bitman ơi. Dạ giữ đúng lời hứa với anh Rồ và thầy thì em đã tạo ra một sản phẩm có ích cho đời và giúp ích cho mọi người, đó là chiếc xe lăn Dubai được làm nguyên khối từ vàng 9 số 8 cộng 8 số 9 hỗ trợ cho người bị chấn thương. Ê, mà khoan nha, hình như là chiếc xe lăn này nó sai sai gì đó Bitman ơi. Dạ đúng rồi thầy ơi, em đã cải tiến chiếc xe này, em đã gắn thêm bàn đạp để người ngồi trên xe này có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ bình thường của xe lăn bình thường. Ê Bitman, cái chân bị si cầu que rồi mới đi xe lăn mà em gắn bàn đạp sao người ta đạp được? Bởi vậy em mới nói thầy, em đã cải tiến bàn đạp rồi nên cái người nào sử dụng mới biết được tác dụng chính của nó thôi thầy. Chỉ có thầy ngồi vào vị trí này thầy mới biết được thôi. Ôi thầy ơi, thầy có muốn ngồi vào vị trí đó không thầy? Trời, hai cái chân tôi bình thường mà, tôi đâu có bị si cầu que đâu mà ngồi xe lăn. Quan trọng là thầy muốn hay không thôi chứ đâu có gì đâu khó. Trời ơi anh ngồi ơi, cần gì vậy? Rồi bây giờ thầy bị si cầu que thiệt luôn rồi nè, em chỉ cho thầy sử dụng đi. Dạ được, để em hướng dẫn thầy sử dụng chiếc xe này nha. Chiếc xe này có hai cách để di chuyển. Một là thầy nhờ người nhà thầy đẩy giùm, đẩy nhẹ nhẹ thôi chứ đẩy mạnh không được đâu, thầy nguy hiểm lắm. Ok. Thầy cách đó không ổn Bitman ơi, còn cách nào khác không vậy em? Dạ có thầy ơi, còn một cách đó là thầy tự di chuyển luôn. Cách đó được đó, em chỉ cho thầy cách đó đi chứ cách kia nguy hiểm quá à. Dạ. Ê, cái này còn bất ổn hơn nữa. Cái này đâu phải xe lăn, cái này là xe bò mà. Thầy thử di chuyển đi thầy, di chuyển là được rồi thầy, thầy đi đi. Trời sao mà cực khổ dữ vậy này trời. Ôi khó dữ à. Hello nha, hello anh rồi. Thầy ổn không thầy, đi xe đó ổn không? Cũng được á, xe này lạ đó. Ây à, trời gãy luôn hai tay luôn rồi. Hồi nãy giờ được hai sản phẩm độc lạ Bình Dương rồi đó thầy. Còn nữa, chưa có hết đâu, mình không biết tụi này nó suy nghĩ gì trong đầu của nó đâu. Rồi thầy mời bạn zombie lên đây. Em lên tới đi thầy ơi, ngày hôm nay em đã sáng tạo ra được một cái sản phẩm nói chung là đột phá công nghệ mang tính chất biểu tượng của tương lai. Tủ đồ vô cực, thầy muốn bận cái gì cũng được, cái gì cũng có. Thời trang bốn mùa xuân hạ thu đông mùa nào cũng có. Wow, tôi nghĩ đây là sản phẩm nên thử nhất ngày hôm nay á thầy. Nghe giới thiệu thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Ok. Wow, trời ơi, đẹp quá Zombie ơi. Thiết kế hiện đại đỉnh cao công nghệ. Quá là đẹp luôn, cho Zombie 10 điểm thiết kế á nha. Rồi cái máy này mình sử dụng sao Zombie, chỉ thầy coi. Dạ sau khi thầy bước vô cái máy này thì nó sẽ quét thân thể của thầy. Sau đó nó sẽ đưa ra lựa chọn thầy muốn bận đồ gì, thời trang gì, giới tính gì thì nó sẽ bận cho thầy thôi. Thầy hiểu rồi. Thầy vô trước đi thầy, nếu ổng thì tôi vô nữa thầy ơi. Tự nhiên thấy mình giống con chuột bạch trong phòng thí nghiệm ghê, để tôi vô trước cho. Rồi vô, nó làm gì đây? Ô, nó quét cả hả? Rồi để thầy chọn cái nha. Có khi nào quét xong thầy ra không bận gì không? Trời chắc ghê lắm á. Hey anh Rồ, thấy tôi đẹp trai không? Lại đây tôi chở đi ăn kem nè, ăn kem nè. Ổn lắm á anh Rồ, vô thử đi anh Rồ, lẹ lên đi. Ok, tôi vô liền. Trời ơi, đẹp quá, đỉnh quá thầy ơi. Tôi vô. Đây, chọn nè. Rồi, quét đi. Vô. 15 minutes later. Ủa anh Rồ làm gì trong đó mà lâu dữ vậy thầy? Chắc anh Rồ chọn trang phục vừa ngầu vừa đẹp trai hơn thầy chứ gì, nên nó hơi lâu quá mà. Hey.
Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa tôi chọn trang phục đi biển mà sao bây giờ biến thành cái này à trời? Cái gì kỳ vậy? Anh vợ chọn giới tính nữ cái gì vậy? À đâu biết đâu, anh bấm đại á mà tự nhiên nó ra bộ này là sao vậy? Trời ơi, vậy là phải rồi, anh đã chọn giới tính nam chứ sao chọn giới tính nữ? Trời ơi, cứu rồi. Ủa anh Rộ, sao không thay đồ khác cái tự nhiên bận đồ nữ này chi vậy? Zombie nó nói cái máy chỉ sử dụng được một lần duy nhất thôi à. Thế thì chịu rồi, anh gán bận đồ nữ đây nha. Mọi đứa tiếp theo. Em đã tới đây, em xin chào thầy và anh Rộ. Sản phẩm sáng tạo ngày hôm nay của em đó chính là cổ máy thời gian. Cổ máy này có thể giúp người sử dụng quay ngược thời gian mà không bị mất ký ức. Trời ơi, Mai Xương Đen tạo ra mấy cổ máy gì kỳ lạ quá vậy, cái này xài sao? Dạ, cách xài rất là đơn giản, chỉ cần nhấn vô cái nút này thôi, chúng ta sẽ quay lại 5 phút của quá khứ và không bị mất ký ức. Mất mới được. Ê! Cuối cùng mình đã có bộ đồ siêu ngầu rồi, quả là tuyệt vời luôn. Thầy Henocry có thấy tuyệt vời không thầy Henocry? Wow, bộ đồ của anh Rồ ngầu quá trời quá đất luôn á, đẹp quá anh Rồ ơi. Tất nhiên rồi, bận bộ đồ này là uy tín liền. Tôi đang giữ viên ngọc rồng thứ 7 nè, đừng kiếm tôi nha. Rồi, thí sinh tiếp theo, lên đây đi. Em lại tới đây, em xin chào thầy và anh Rồ. Sản phẩm sáng tạo ngày hôm nay của em đó chính là cổ máy thời gian. Cổ máy này có thể quay lại 5 phút thời gian. Trời ơi, Mai Xương Đen tạo ra mấy cổ máy gì kỳ lạ quá vậy, cái này xài sao? Chả cách xài rất là đơn giản, chỉ cần nhấn vô cái nút này thôi, chúng ta sẽ quay lại 5 phút của quá khứ và không bị mất ký ức. À, tôi nghĩ là Ma Xương Đen nó uy tín rồi đó thầy Herocry ơi. Chúng ta không cần phải chứng minh cổ máy thời gian của Ma Xương Đen đâu. À, cũng được. À, vậy Ma Xương Đen đã lọt vào vòng trong. Cảm ơn Ma Xương Đen. Tin gà chưa, ai dùng thử luôn mà được ấy hả? Ôi thầy Herocry ơi, hình như cái bản này sai sai rồi đó. Ai, ai là người đã viết ra cái bản này vậy hả, đứa nào vậy? Dạ em thầy ơi, viết chữ đẹp đúng không thầy? Đúng rồi, viết chữ đẹp quá, ngày mai thầy mời phụ huynh của em lên đây nè. Em thấy sai chính tả không vậy? Ai à? Cái này mới đúng nè đại ca ơi. Rồi, dạ thầy mời đứa tiếp theo. Enderman đúng không, lên đây Enderman ơi, lẹ lên. Dạ em lên liền thầy ơi. Em sẽ giới thiệu với thầy và anh rồi. Đây là sản phẩm sáng tạo của em. Enderman làm chơi vậy? Trời ơi, Enderman coi kìa, coi kìa. Cái này mà gọi là sản phẩm sáng tạo gì Enderman? Đây là đồ chơi của con nít mà. Anh rồi với thầy đừng có xem thường cái này nha. Đây là bộ đồ chơi 3 món mạo hiểm mà em vừa sáng chế ra đó. Chơi là rất là đã luôn, rất là mạo hiểm luôn. Cái này là đồ chơi trẻ em chứ đồ chơi mạo hiểm gì Enderman? Em đừng có bịp nha. Ê, ê, anh Rộ đâu rồi? Ủa Enderman em làm gì mà anh Rộ biến mất tiêu rồi Enderman? Dạ tại vì em chiếu đèn pin thu nhỏ cho anh Rộ nên anh Rộ thu nhỏ lại á thầy. Cả vậy cái này cũng có thiệt nữa hả? Ê, có chuyện gì, có chuyện gì vậy trời? Ê, thầy, thầy. Ủa anh Rộ, mình bị thu nhỏ lại khi tất cả mọi thứ ở đây đều bự lên vậy thầy? Dạ tất nhiên là thầy, anh Rộ bị thu nhỏ lại rồi. Đừng có nói với anh là em cho anh và thầy ngồi trên chiếc xe điều khiển đó nha. Đúng là anh Rộ cái gì cũng biết, anh Rộ đoán đúng rồi đó. Ê, Enderman ơi, thầy đâu có nhu cầu đi xe này đâu. Thầy cứ tin tưởng em sẽ cho thầy trải nghiệm cảm giác mạo hiểm. Ê, không bỏ mình đi ơi, ơi, cái này đi ơi. Tôi cũng lái được nữa. Thầy ơi, tôi thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa đó thầy. Ờ, anh Rộ yên tâm đi, cái này chỉ là mấy trò chơi mạo hiểm thôi à. Quái, lần này mà đi là đứt chuột thiệt đó thầy ơi. Cái ca này khó quá nên tôi nhường cho thầy đó, thầy đi đi thầy. À, cảm ơn anh Rộn nha, nhưng mà tôi không có cần nhường đâu. Không ấy thì mình chơi quảnh tù tì đi, ai thua là người lái chiếc máy bay này. Ok thầy luôn. Quảnh tù tì ra cái gì ra cái gì. Rồi thầy thua rồi thầy ơi, thầy sẽ là người lái chiếc máy bay này. Lái hả? Dạ anh Rộn với thầy khỏi cần nhường nhau nữa. Có một chỗ lái và một chỗ ngồi nè, hai người có thể đi chung với nhau mà, đâu có cần phải nhường vậy. À đúng rồi anh Rộn, mình là ban giám thử mà, mình đâu có sợ gì, anh Rộn có dám đi với tôi không? Được, thầy lái thì thầy lái, tôi ngồi đằng sau, tôi coi thầy là được rồi, có gì tôi chạy trước. Ok. Ờ, được á, gọi chiếc máy bay trực thăng này bay sao rồi anh ốp, chỉ thầy coi. Dạ thì nó cũng hoạt động y chang mấy chiếc trực thăng khác thôi à thầy. Ờ, thầy biết rồi,
anh rồi đã chuẩn bị cho chúng ta lên đường nha. Khởi động nè. Tại cái này máy bay hay máy chém vậy, thấy ghê quá vậy thầy. Trời ơi, anh rồi đội mình ngồi đó mà. Bây giờ ngồi đây chuẩn bị nè, cất cánh nè. Wow, đó đó. Thầy ơi, ơi cẩn thận thầy ơi, có chừng đó thầy ơi, đứng cái đầu rồi. Helicopter, helicopter. Thầy với anh rộ kiểu đời hư ảo đưa em vào cơn mê luôn. Helicopter, helicopter. Thầy ơi, cẩn thận, có chừng đó nổ đó thầy ơi. Thầy ơi, trời ơi, thầy ơi, làm ơn đi thầy ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nó bay kìa, nó bay kìa, nó bay lên nữa kìa, nó bay. Bye bye của con nó cũng xịn quá nè nè. Bây giờ chúng ta đi ngắm cảnh nha. Chỗ này cảnh đẹp quá trời luôn nè. Anh rồi ngắm cảnh đi. Thầy lái máy bay an toàn ghê á. Thầy ơi lỡ cái này đi. Thầy ơi máy bay gần hết nhiên liệu rồi á. Thằng nớp nó kêu mình làm gì kìa thầy ơi. Thầy à, chứ nó kêu mình bay cao lên như vậy. Được rồi, bay cao lên nha. Lên. Wow, tới mày luôn. Ủa sao tự nhiên bay lên này thầy tắt máy gì vậy thầy? Đâu có đâu, nó tự nó tắt á. Không xong rồi. Rồi bây giờ thầy mời bạn Ma Xương Trắng lên đây. Dạ em xin chào thầy và anh Rồ. Sản phẩm của em ngày hôm nay đó chính là máy chém trái cây đẳng cấp siêu cấp vũ trụ VIP Go. Hả? Cho năm nay hơn 70 tuổi mà. Dùng để giải trí sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi đó thầy. Cuối cùng cũng có một cái máy để giải trí rồi thầy ơi. Tôi nghĩ tôi phù hợp với cái máy này nè. Tôi sẽ thử. Ok, anh rồi cứ thử đi. Cái nào được thì cứ thử. Tôi không dám đâu. Cái máy này chơi sao vậy Mai Xương Trắng? Anh muốn chơi chơi liền ngay lập tức. Dạ cái này chơi cũng đơn giản lắm. Nó có các cấp độ. Cấp độ 1, rồi cấp độ 2, cấp độ 3. Tùy vào anh chơi được cấp độ nào thôi. Cái súng này nó sẽ bắn trái cây ra. Sau đó anh sẽ dùng cái con dao này nè để chém trái cây giống như là trong game vậy á. Được á, cho anh mượn ấy. Trời, cái này anh chơi dễ mà. Rồi, cái này là anh chơi tới màn 20 luôn á nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha đây. Level 1, bắt đầu. Ok, anh đã sẵn sàng, bắt đầu đi. Vô. Quá đơn giản. Hay quá anh rồi ơi, biết quá anh rồi ơi. Đúng là bà rồ chơi cái gì cũng bà rồ hết trơn ta. Thầy quá khen rồi, cái này đơn giản mà thầy. Đến với giấy thứ hai nè anh rồ ơi, sẵn sàng chưa? Rồi, lúc nào anh cũng sẵn sàng hết. Tới đi em, tới đi. Hey, trời, chỉ vậy thôi sao? Giấy thứ hai đơn giản vậy hả? Bây giờ mới bắt đầu. Rồi xong anh rồ rồi. Đâu có chơi đâu, ai đừng mà. Rồi mọi người bạn cuối cùng. Em sẽ giới thiệu cậu máy xuyên không của em. Với cậu máy này thầy Giang Rồ có thể đi bất cứ đâu mà thầy Giang Rồ muốn. Thế giới hiện đại, tốc độ ánh sáng. Thầy ơi, đối với cậu máy này thì chúng ta nên đi đâu vậy thầy? Tất nhiên là nên đi du lịch nơi nào đó mình thích rồi. Dạ đúng rồi thầy ơi, chỉ cần là nhập địa điểm mình muốn đi. Sau đó bước vào trong này sẽ được dịch. Máy con zombie tôi thử trước rồi, bây giờ anh Rồ thử máy con gác đi anh Rồ. Được, tôi sẽ chọn một địa điểm mà ai cũng muốn đến một lần trong cuộc đời. Không biết có đi được không nhưng phải hy vọng là sẽ đi được. Đây, tôi sẽ chọn địa điểm thiên đường. Nào lên thiên đàng được nhắn tin cho tôi biết nha. Ok thầy, đợi tin vui của tôi nha, tôi đi đây. Lên thiên đàng. Ok thầy, tôi đi nha thầy. Ê, thiên đàng. Ê, tôi tới thiên đàng rồi. Thiên đàng nè, thiên đàng thiệt. Trời ơi, thiên đàng, tôi đến thiên đàng rồi. Tất nhiên là có rồi, thầy mới lên thiên đàng chứ. Ai tới thiên đàng chưa, tới thiên đàng chưa? Ủa đây là địa ngục mà chứ đâu phải thiên đàng đâu. Ôi, làm sao tôi quay lại